Cái hao đồ ông đem giặt rồi đâu rồi, đem lên luôn hả? Đó, ông đem lên hả? Chưa giặt Mà ông đem lên hay gì? lo vậy em bưng lên rồi bỏ ông trong nhà tắm. Nhưng có la cái ba nó sợ ba nó đi mất tiêu rồi. Nãy con Diện nói ông sao vô? Ông nói làm sao? Đến cửa khỏi kìa, ngay có chào á. Hả? Thấy ông cao xá gì kìa, có hai cao xá. Ông tới chơi à? Ông tới đây à? Không có. Không chào, ông cố đâu khi con chào không có à? Không có nè, ông trốn không kìa. Ra nhà ông hả? Ừ. Có giả không à? Cá dục chứ xong mà chắc này biết đường đâu tiền tìm. Chìm luôn hay vậy? Chìm luôn. Chìm xuống dưới đáy đại dương rồi. Là tính mua về kho cho ông ăn đó ha. Ừ. Cái chiên ăn chứ. Chiên ha. Ừ. Dục luôn lấy gì ăn? Sao lúc đó còn không dục cục thịt luôn? Có cục thịt không? Ừ, cái này dục phải nghĩ ăn luôn. Cũng khôn. Dục một cái. Chị cái cửa kìa không có thằng chồng bà. Hả? Về tới lâu nó không có thằng chồng bà. Tới lâu không có nó ai, đây là ai còn có nó ghét. Không có ông Phong, nó không có ông Phong ha. Ừ, cho nó ngủ. Ủa nó ăn cũng má các ông bà khùng mà bán kia. Ghét cái gì? Cái gì kìa? Tại ông đi chứ ai mà ghét. Thì ông cũng mới, càng chồng mà mới, ông kỵ vô đây kìa. Ừ. Thằng chồng bà cũng có vậy thôi đi, em bán cái bẫy không, cứ không kêu người đâu. Thằng chồng nào? Thằng chồng nào? Ông biết? Ông Phong á. Ông Phong á ha. Cũng khoái đi xe nữa, khi lên xe dọc đi. Khoái đi xe ha, máy ha. Ừ, khoái lên xe đi. Tại ông đi bộ đó giờ rồi khổ rồi, cháu giờ nhung chở nữa mà. Không có chở nữa hả vô? Nghỉ rồi. Nghỉ chở rồi ha. Lúc trước mới trả hả? Sáng con chó này không úp nó lại nè. Thằng chó này ốm rồi mẹ. Ừ. Nó có ăn nè. Ăn thiếu chất rồi. Ốm rồi. Nó đeo nhung ha. Lại ngồi kế bên nó nói chị Nhung ơi đừng có nóng. Chị hỏi Nhung mơ nữa, ổng vừa nó có cho vô không? Biết. Cho ổng vô. Thấy không có rồi á. Cái gì? Thấy nó gọi nó không cho vô. Nó vô luôn hả? Vậy rồi lắm không có chuyện gì vậy sao? Má. Nó chạy nó. Má quét cho phụ trách hai chung gạo vô. Cái gì? Ai nói? À. Ba nói hả? Ổng nói sao? Ba nói sao? Tối nay hả? Tối nay hả? Tối nay chung gạo vô hả? Chung mà nó nói đứt con cái xe chết cho anh chịu. Nó. Miễn đâu? Cái gì vậy? Nó không cho vô. Cô bị ác luôn à. Chịu luôn à. Nó ác, cô bị ác bao nhiêu à. Bà cướp. Ác luôn à. Nó thẳng luôn, nó ác rồi với tôi bao nhiêu, tôi ác rồi bao nhiêu. Ừ. Biết là vậy là sai đó. Nó cũng biết cái đó là ác là sai đó. Nhưng mà nó nắm thôi. Không về con cho ông ngủ dưới đó dừng tài đi nghe chứ không ngủ nghe không con, ngủ mấy anh ngủ hai, để giữ anh hai con đừng nói chuyện nhóm được rồi mấy mà thấy ớn luôn cái mình nói gì kìa mày không biết ông không đứng nhầm nó không biết là ông diễm rồi lấy cái chị cái gì cái trà tiêu không biết cái giọng nó là gì ha không biết rồi xách cái quần đi luôn à Dung á mà em gì trong đống đó ở đâu ở dưới đó cái trái ở dưới cái trái rồi đó anh Dung á hả ừ lấy trà tiêu không biết làm gì hết nó khổ ha làm gì không biết bắt đầu cái gì ok ok tới hồi đó gì giọt luôn à, ông Phong giọt ha ừ. Ông đi không ông chạy đi chứ đi lội đi lẻ đó lội lẻ ha lội từ sáng giờ ông chưa ăn thì lội chắc ông không xỉu luôn chắc cũng ghé chỗ nào xin cơm ăn chứ hả kéo quần nó đạt
quân thuốc quá. Ra ngoài mấy anh đi rồi thì nhìn nó lỗ lần chim xem mình cái nó mắc cỡ. Bây giờ có một mình con đó là con lớn gái, chị Hạ chị ba thay thay đàn chức. Thành như chị hai rồi con phải nghe lời cô chú nè. Ông bà này mọi người ai cũng thương con ấy, muốn con nó hả nhẫn lặn chút bớt nóng tính. Hồi thấy bữa ra cởi ra có cha cũng hiếu mà. Có cha cũng hiếu không? Đồng ba. Biết. Ờ sắm có mà. Gọi xong cái tụi đó đó. Ừ. Làm gì? Bữa không cô bà đi đâu. Nhắm bữa này lại chú Hiếu mẹ gì trốn mẹ gì. Nói đây. Chú Hiếu ở đâu? Mẹ cha. Mày gạch da gạch dầu nè. Ông đi tùm lum đi đi ha. Ừ. Thằng ơi. Ừ, tắm có à. Mình mà nhẫn được ha, sau này con có phước lắm. Rồi nói con ông chịu con cho ông ở nhà nha. Chịu không? Vậy mấy cô chú mới qua, mới quay, mới làm nhà là cho anh hai được chứ. Chứ không có ba làm sao, cô chú quay lên người ta thương. Bây giờ ta thương cha nhất à. Tại vì cha là người hả, bất hạnh nhiều hơn. Đẻ ra cái con thì ai cũng khờ khờ. Giúp được gia đình chứ. Con sống tốt cái quay lên cái người ta thương con, người ta tới ta hỏi cưới con. Ở nước ngoài hỏi đi nước ngoài cho nó sướng. Nhưng Đạt từ sáng giờ nó ngồi lùm cỏ tới giờ đó hả? Ở đây. Ngồi lùm cỏ ở đâu? Ngồi chỗ nào Đạt ơi? Hai anh em chửi nhau. Gồng quá khen mà. Rồi tối nay con phá cửa gào lại hả Du? Hả? Phá lời gỗng xong không Du? Biết. Du. Cái này xìu chưa? Hả? Cái này hết dặn chưa? Mình thôi. Như vừa từ giờ chắc được ký mấy gì trời, có 5.000 mấy hả? Mấy này lột được ký. Nó trơn này nè. Nó trơn này chừng ký mấy hả? Nó lột từ hôm qua rồi đó. Hả? Cái này lột từ hôm qua đến giờ hả? Cái này là cái hộp đây hả? Toàn nữa. Từ sáng giờ như đó chừng 7.000 gì trời. Chứ tới 10.000 nữa hả? Rồi cái miếng này là ai che cho? Đây nó cho. Mưa tạt quá trời rồi. Không thì cãi bà vậy. Ừ. Cái cốt cút kìa. Cái cây gì vậy? Che cái gì? Chút. Cốt trong chẳng. Ai trả? Chút á. Ông ba trả, ông trả bà. Ừ, trả ông chẳng chặt á. Về lại nó trời. Hai game gặp à. Ừ. Rồi chuyện qua con khám bằng sao rồi? Cơ cứ uống à. Nó nói gì? Nó bị gì? Nó bị gì? Khỏe chưa con? Hết đau chưa? Hết lói chưa? Dạ con ngáp rồi cũng còn sao bà. Xuống còn mà. Còn khúc kìa. Cho nó uống thuốc vô. Dạ con uống thuốc vô nha. Ừ. Sáng này uống một bịch luôn. Sáng chú. Uống chiều qua. Sáng giờ con sao không uống? Thôi uống nha. Ôi quên á. Quên rồi. Quên vậy rồi sao uống? Nó uống rồi cho nó nói. Phải uống rồi. Ừ. Thấy gì vậy? Nó hương em đó hả? Hương em lắm, nhường em không. Cái gì mà sao mà không hương ba nè, hương em nè. Mỗi cái là bà ba mới nói mà không được thôi. Còn cái gì mấy người khác cũng đều được hết. Đó con đi lên Sài Gòn con làm con ở nhà ai? Nhà cô Ngân. Nhà ai? Chú Nhân. Chú Nhân hả? Ừ. Tên là ai? À, con có bà Úc. Con bà Úc hả? Dạ. Chứ em của ba hả? Dạ. Em bà con gì vậy? Em bà con hả? Nhưng mà ai dẫn con lên đó làm? Ai dẫn con đi Sài Gòn làm? Ai đưa con lên đó? Chị đưa lên chứ. Mẹ chưa? Mẹ đưa hả? Chị đi chỉ đường đi hả? Nhà cút ra, nhà cút em chồng bà cướng nha. Chứ hình chung đưa, đợt xe này ta đưa. À. Đưa biết được gì không? Không biết chị.
Trái bánh tre à? Trái bánh tre mẹ gì à? Mày có ăn chạy ra cứu không? Biết biết cái bánh xe ha. Ừ. Bánh xe đặt đó chị được nói. Cái bánh xe miền Tây á. Người đó nói gì đâu? Làm thấp. Về làm thấp. Rồi tôi luôn. Đồng Tháp mà quyền nào? Hả? Nói Đồng Tháp mà Đồng Tháp bành kia biết quyền nào? Đồng Tháp Việt Nam, mình ở Việt Nam. Cái gì cái chùa, cái kia? Ừ. Cái dừa ha. Dạ. Ừ. Đồng Tháp là cây dừa đã biết rồi. Đấy khổ mọi người. Nói cây dừa cũng hay vô. Thời Việt Nam bé cũng không biết, nhưng mà nó hỏi Đồng Tháp, về Đồng Tháp thì về cây dừa. Mày mốt không biết là nói về Đồng Tháp chỗ cây dừa là ta ghé đưa đó là chắc cự. Cũng hay thằng Minh chứ, không biết chữ mà bấm điện thoại một cây. Biết nhắn tin đâu không? Dạ không. Không nhắn được tin à? Dạ. Chữ đâu nhắn. Còn coi gì, nghe nhạc hay là đánh gì? Đang coi nhạc nữa. Nhạc cái, biết đọc không? Nhạc với cải lương hả? Không, không có cải lương. Không thích cải lương. Nhạc với dạ. Phim ha. Dạ. Lúc nào ai cũng thích cải lương luôn. Rồi cái thằng Tài đó ăn cơm nước gì chưa? Nó đang ăn cơm gì á. Tôi cơm phải chưa? Ngon ơi! Làm gì? Nhìn gì ta? Đạt? Yeah. Nhìn gì á? Nghe nè. Ra chú nói nghe nè. Đạt ơi! Giống như người... Người... Nó cười hề hề, cái nó đi mất tiêu. Nè, ra đây ơi. Rồi Đạt nó ngủ còn trước nè mình đây hả? Ừ. Đạt ngủ còn trước mình ha. Ừ. Rồi đó, đó ổng cái nó ngủ hả? Ừ. Rồi trước này ổng đi luôn rồi, biết đường đâu mà kiếm. Biết đâu mà kiếm đây, để về làm nhà làm chạy đây. Nó chú hàng tự nhiên là có tắt á. Nhưng mà ông phải về đây mới được nè, quay ông mày Tài lên nè. Thì con chỉ con là biết rồi, nhưng mà hồi nữa anh ổng có gì mới làm được nè. Khi nào mà ổng có về nhà con cho ổng gì không Dung? Hả? Con cho ổng gì không? Cái trại xây cái giường cho ổng, cho người Tài nó ngủ. Hả? Ổng suy nghĩ chưa? Dạ. Cho ổng gì không? Chưa. Chưa suy nghĩ hả? Dạ. Cho ổng về đi. Mấy đứa em có thích coi tivi không? Hai chứ à? Coi tối ngày chứ. Coi tối ngày hả? Ừ. Thì nó coi tivi này nó sáng suốt ra, thêm nó học thêm á. Nó thông minh đó, nó biết chữ á. Nó nghe được á, rồi nó nghe học mấy tiếng người ta nói á. Cái Nhung cũng vậy, trên này thiếu ở phim hay Nhung. Nhiều phim hay lắm. Con này nó bự hơn cái điện thoại nhỏ xíu à. Con bấm phim đài HTV7, VTV9 á. Thôi giờ Minh Tăng cũng xin chào mọi người, thấy anh Phong đi mất tiêu rồi mọi người ơi. Giờ biết đường đâu kiếm. Con trái coi kia Ấn Độ mà. Ấn Độ hả? Ấn Độ hả? Ấn Độ đẹp. Bắn súng rồi kia. Cái gì? Bắn súng hả? Dạ. À, bắn súng hả? Cái gì? Cái con bạo lực à?